Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video về cái đề tài là cây chanh nha mọi người ha. Thì cũng như là sẽ trả lời cho các bạn một số câu hỏi là cho đã bình luận trong kênh của mình á. Thì có một số bạn là hỏi mình á là trồng chanh không hạt này nè, thì cái thời gian bao lâu là mình mới là mình thu hoạch được cái cây chanh để nó cho cái năng suất nó ổn định các bạn. Thì như ở đây thì như các bạn đang xem á thì cây chanh của mình các bạn thì cây chanh này là nó đã hơn 1,5 năm nha mọi người ha, chứ chưa được 2 năm, nhưng mà đúng chuẩn của một cây chanh mà nó mà để mà mình hái trái các bạn là nó điều kiện nó phải là 2 năm tuổi, 2 năm tuổi trở lên thì mình mới để trái được. Thì cái lý do mà ở đây là mình để trái được các bạn là do ở đây là mình đang xen canh với cây cà pháo nha nha mọi người ha. Thì ở đây là mình xen canh các bạn là mình bón phân nó thường xuyên cũng như là mình xịt sâu nó thường xuyên các bạn, nên cái điều kiện của mình nó rất là có các bạn, cái điều kiện của mình có để mình dưỡng luôn cái cây chanh này đó, hình thành ra là mình để trái được. Có nghĩa là ở đây là mình trồng cà pháo các bạn là 1 tuần lễ như vậy là mình sẽ xịt sâu cho nó nè, cũng như là bón phân cho nó các bạn để thúc trái đó. Thì sẵn là mình bón luôn cái cây chanh thì vô tình là cái cây chanh của mình nó phát triển tốt nên mình để được cái trái, tại vì cái lượng phân cũng như là cái lượng nước ở trên cái cây chanh của nó đủ nên mình để được trái nha mọi người ha. Và trái ở đây rất là nhiều luôn nha mọi người, và trái nó không có suy nha. Đây các bạn xem chanh của mình là trái rất rất là nhiều, trái đặc cây luôn. Để mình quay điện thoại cho nó gần gần lại cho các bạn xem. Đây các bạn nè, các bạn xem ha, trái rất là nhiều nha mọi người. Đây nè, ở đây là mình có bón thêm cái phân chuồng này các bạn, phân bò thôi mọi người chứ mình không có bón thêm gì hết á. Chủ yếu là mình xen canh cây cà pháo nè, rồi cứ 1 tuần vậy là mình sẽ bỏ cho nó một nắm phân 20-15 các bạn, tại vì mình bón thúc ở trên cái cây cà pháo á, rồi mình bón phun thúc cho nó luôn, thành ra nó đủ cái lượng đạm cũng như là cái kali cũng như là lân á các bạn, là nó đủ cái đạm thì nó để trái rất là ổn định nha mọi người ha. Còn đối với những cái người bạn nào mà không có xen canh ở trên cái mô hình chanh của mình á các bạn, thì các bạn là cứ 2 năm tuổi là các bạn trồng cũng như là các bạn để trái thì nó sẽ là nó hiệu quả hơn nha mọi người ha. Các bạn không nên để trái nó sớm quá, nếu như là các bạn để trái nó sớm quá các bạn thì cái cây của mình các bạn nó sẽ bị di, cái độ phát triển mà sinh trưởng của nó cái cây nó không cứng cứng cáp á, sau này cái thời gian mà mình thu hoạch quả nó rất là mau, cái cây của mình nó rất là mau giảm sức nha mọi người ha. Thì đây là một số là chia sẻ của mình nha mọi người, để mình quay sơ cho cái vườn chanh của mình cho các bạn xem ha. Thì có lẽ là một số bạn xem kênh của mình á thì mình chia sẻ về cái chủ đề cây cà pháo á, thì mình cũng đã quay cho các bạn xem rồi, nhưng mà hôm nay là chia sẻ cho những người bạn mà quan tâm về chủ đề là cây chanh nha mọi người ha. Ở đây chanh của mình á là có một cây là đang đang xử lý nó là ra ra trái luôn các bạn nè, nó ra bông các bạn, nó mới ra bông thôi. Ở đây á, là mình rút nước nó, mình thử nghiệm trên trên một cây thôi, mình rút nước nó sau đó là mình xịt cái phân bón lá vô, cái phần mình xịt phân bón lá là phân bón lá 86 nha các bạn ha, cho nó xào lá xong rồi mình vô phân lại là bắt đầu là nó ra bông các bạn. Còn trường hợp mà các bạn không có sử dụng phân bón lá thì ở đây mình xin chia sẻ luôn, thì các bạn có thể là lặt lá nó các bạn, mà lặt lá nó tự động cái nó ra bông, mà khi mà mình tưới nước cũng như là bón phân này nọ đó thì nó sẽ ra bông, nó kích bông ra trái thì nó sẽ có nha các bạn ha. Để mình chỉnh quay lại cái hướng này để cho có ánh sáng các bạn. Đây các bạn, chanh của mình các bạn, nói chung á chanh nó mà mình ở đây thì mình trồng thì nó không có bằng mấy anh mấy chú đi trước, nhưng mà cũng được nha mọi người ha, trái cũng rất là nhiều, nói chung là cũng có hơi bị sâu đó, nhưng mà sâu ở đây là sâu nó làm cho lá mình nó quắn quắn lại các bạn nè, nè chưa có trị được nữa, nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều nữa, mình chưa có xịt nữa, tại vì mình làm vườn mà các bạn, cái gì mà mình cũng đầu tư nhiều quá thì mình sẽ lỗ nha nha các bạn ha. Mình thấy ví dụ như cái cây của mình mà nó bị sâu quắn lá khoảng trên 50%, từ 50% trở lên á thì mình mới bắt đầu là mình mua thuốc mình xịt nha các bạn, chứ mới có 1-2 lá mà mình cứ bắt đầu mình xịt là mình lỗ nha nha các bạn ha. Ở đây thì mình trồng sen canh với cây cà pháo các bạn, thì cây cà pháo của mình á là 1 tuần là mình thu hoạch 1 lần các bạn, nó cũng dạng như là chủ lực của mình luôn á. Rồi mình trồng xen canh chanh này nè, chanh này thì mình cũng bán cho mấy cái thương lái luôn á các bạn, để quay cao cao cho các bạn xem ha, tại vì quay lúc buổi chiều các bạn ánh sáng nó không có, thành ra nó màn hình nó hơi tối.
để đi qua cái cầu này tiếp tục. Còn đây là những cái cây chanh mình mới trồng lại nè các bạn nè. Đây, cây này là mình mới trồng lại. Cây này là mới có 1 năm thôi, nhưng mà mình để trái thử nghiệm các bạn để coi nó có ok hay không. Nhưng mà nay mai là mình sẽ hái hết các bạn, nhưng mình không có để nha các bạn ha. Ít nhất là phải từ 1 năm rưỡi trở lên. Đó, phân gì phân, bón gì cũng phải ít nhất là 1 năm rưỡi trở lên. Rồi sau đó thì mình mới bắt đầu là mình để trái nha mọi người ha. Ở đây mình có cây chanh các bạn, bông ghê lắm. Để quay cho các bạn xem ha. Nè, các bạn thấy không? Bông rất là nhiều nha mọi người ha, chanh Mỹ nha mọi người. Ở đây là mình trồng chanh Mỹ là lý do là nó không có gai nhiều các bạn, mình xem trên cái dàn cây này không có gai nhiều. Đối với những cái loại chanh khác á, thì gai rất là nhiều, ví dụ như là chanh bông tím các bạn. Chanh bông tím thì hiện tại trên thị trường nó rất là chuẩn luôn, nó cái giá nó cũng khá là ổn định luôn các bạn. Nhưng nó có gai rất nhiều, cái quá trình mà mình thu hoạch đó các bạn nó rất là cực. Ví dụ như các bạn trồng nhiều á, các bạn mướn công các bạn hái á, thì các bạn nên trồng chanh bông tím. Đó thì tại vì mình mướn công các bạn, còn như ở mình á, mình trồng có mấy trăm gốc các bạn. Mình trồng mà mình bán cho mấy cái thương lái ở mối, đầu mối ở chợ á, người ta có đầu mối chuyển lên Sài Gòn hết các bạn. Tại vì chanh Mỹ này các bạn là chỉ ở trên Sài Gòn là nó mới chuẩn thôi. Đó. Nhưng mà cái giá của nó cũng rất là ổn định. Hiện tại là mình bán được cái giá là từ 9.000 tới 10.000 cái thời điểm mà mình đăng cái video này lên nha mọi người ha. Ở mọi người xem nè. Ra bông tự nhiên luôn nha mọi người ha. Rất là nhiều luôn. Đó. Để quay cho các bạn xem ha. Ở đây thì mình cũng có cái đồ cầm tay mình quay nó hơi xa một tí. Đây các bạn nè. Bông rất là nhiều nha mọi người ha. Thì bạn nào mà đang xem kênh mình hãy like cho mình một like nha các bạn, cũng như là các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan tới cây chanh á, thì các bạn cứ bình luận bên dưới ha. Thì rảnh thì mình sẽ trả lời cho các bạn, cũng như là mình trao đổi những cái kinh nghiệm về kỹ thuật trồng chanh nha mọi người ha. Tại vì mình biết thì có mấy anh mấy chú thì trồng đồ rất là hay. Mình là dạng như là mới bắt đầu trồng thôi các bạn. Nói chung là mình chia sẻ những cái gì mà mình biết á, thì có thể là có một số cái vấn đề mình chia sẻ nó cũng không được chính xác mấy, nhưng mà các bạn cứ góp ý đi rồi mình sẽ thử nghiệm ha. Đó thì video của mình làm ra là chủ yếu là cho các bạn là xem, các bạn tham khảo nha các bạn ha, chứ mình không có kêu các bạn là phải làm theo mình. Ví dụ như là cái việc mà xử lý mà chanh mà cho nó ra trái mà nó nghịch mùa các bạn, như mình thì mình sẽ rút nước lại. Đó, mình rút nước đó đâu đến khi mà nó lá nó xào lại các bạn, rồi mình sẽ xịt cái phân bón lá, đồng thời mình xịt cái phân bón lá. Sau đó rồi mình sẽ khi mà lá nó xào là mình sẽ rải phân cho nó, rồi mình sẽ thúc nước cho nó, mình tưới nước cho nó, thì bắt đầu là cây chanh của mình nó sẽ ra bông. Thì ở đây thì mình cũng đã làm thực tế trên cây chanh của mình luôn. Thì đối với cái khí hậu của riêng của cái khu vực tỉnh của mình các bạn, là mình ở Gò Công các bạn, thì đối với những cái khu vực của các bạn, ví dụ như các bạn ở miền ngoài đi, cái miền Bắc đi, cái khí hậu của các bạn nó khác cái khí hậu của mình. Có thể là bạn làm nó cũng không có được, nó không có ra bông các bạn. Tại vì cái khí hậu của trong miền Nam mình là nó nhiệt đới các bạn. Còn ở ngoài các bạn lại nó là dạng như nó bốn mùa nó. Thành ra nó cái khí hậu á, thì các bạn nên xem nhiều kênh để các bạn có thêm cái kinh nghiệm của riêng mình các bạn, phù hợp đối với cái địa điểm và cái vị trí của các bạn đang sinh sống á, thì cho nó chính xác hơn ha. Thì ở đây là mình cái khu vườn của mình là ở Gò Công nha các bạn ha, Tiền Giang nha mọi người ha. Ở quay cho các bạn xem. Đây các bạn, cái này trái cũng ghê lắm các bạn nè. Đây. Cái mình quay trời hơi tối nha các bạn ha. Nè, chanh nè. Đây. Để mình quay là qua cái hướng khác cho các bạn xem. Đây các bạn, chanh nè. Đó. Để mình đi qua cái hướng này, cái này có dưới mấy cây cà pháo các bạn, chia sẻ cho các bạn dưới. Mình trồng cà pháo thì nó đặc lừ luôn các bạn. Nói chung là mình cũng chuyên về cây cà pháo, các bạn chia sẻ cho các bạn cũng rất nhiều về cái video về cây cà pháo luôn các bạn. Mình cũng có chia sẻ hạt giống nữa các bạn, thì bạn nào cần cứ liên hệ mình ha. Bạn ví dụ như đang trồng chanh mà có ý định là muốn sang canh cây cà pháo như mình các bạn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua cái Zalo của mình á, 0974408251 nha mọi người ha. Mình sẽ chia lại hạt giống cho các bạn. Đây các bạn, trái rất là đã nha mọi người ha. Đó. Ở đây là toàn bộ mình sang canh hết các bạn. Cây này là tuy rằng nó bệnh nè các bạn, nhưng mà nó hôm nay nó phục hồi, trái nó cũng có nữa nè. Đó.
Rồi thì mình xin được mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha.